Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Tí Cặn Dại nha. Thì ngày hôm nay mình khui hộp một em cục máy mới. Máy câu này là một em máy câu 7.000 luôn các bạn. Mà các bạn biết giá bao nhiêu không? Tổng cộng mình chỉ mua với giá là 174.500 cả 175.000 nha các bạn. Mà máy câu 7.000 luôn, không biết là nó chất lượng không mà sao giá nó rẻ dữ ta. Dạ hôm nay mình sẽ đem em máy này đi test. Mà các bạn biết test gì không? Test ghê cá lóc. Đó, dữ chưa, dữ chưa. Rồi, giờ mình sẽ khui hàng nha. Rồi các bạn ơi, không lại. Máy kim loại đây qua. Mở ra, đây. Đó. CL7000 nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Rồi rồi, khui. Sao đây máy bự không đây? Ôi ôi. 174k mà coi nó bự nè các bạn. Hay nó bự hơn cái máy Shimano 4.000 của mình hồi bữa luôn các bạn. Ừ mà đương nhiên là 7.000 thì đương nhiên phải bự hơn 4.000 rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái máy Shimano hồi bữa ra để so sánh thử xem. Đây là máy Shimano 4.000 hồi bữa rồi các bạn. Giá là 400 mấy k. Còn này là 175k. Trời ơi, bên đây bự hơn nha các bạn. Nhưng bên đây thì cảm giác xịn sò hơn. Nhưng đổi lại bên đây rẻ tiền hơn nhưng mà cũng được cục máy khá là bự. Cục máy này nó nặng nhưng mà đem ghê cái lóc chắc thôi rồi nha. Quăng ghẻ tay luôn các bạn. Nhưng mà mình đem ghê cái lóc nó mới thử thách nha các bạn. Đây, nghe cũng khá là giòn nha. Quắn thì cũng có lực đấy. Ok, cũng ngon. Rồi, tiếp theo thì các bạn nhớ hồi bữa ở một cái clip nào đó cần câu máy tự động các bạn. Thì Quang làm hồ đã vô tình hay cố ý đã làm gãy cái đọt cần câu của mình các bạn. Mà cần câu lu ghê mới đứng các bạn. Nhưng mà hên cái cần đó là 2 khúc. Đây, các bạn nhìn xem, 2 khúc đó, cho nên đó là nó gãy cái đọt thì mình có thể mua cái đọt mới gắn vô được. Nhưng mà các bạn nghĩ coi, cái cần của người ta 2 khúc mà nó chế biến thành 3 khúc luôn các bạn đó. Các bạn nhìn nè, gãy cái chỗ này của người ta ra giờ cần thành 3 khúc luôn, báo hại mình phải mua cái đọt khác mình gắn vô. Gắn vô để chi? Để hôm nay anh em mình lu ghê các bạn đó, tức không? Vậy bây giờ phải mua cái đọt phục chế nó lại, hồi sinh nó lại các bạn ơi. Thì đây là cái đọt cần câu. Mình đặt á là một cái đọt lẻ giống gì nè mà không biết á là người ta giao có giống gì không nữa các bạn. Và cái đọt này lẻ thôi các bạn. Giá 110k các bạn. Các bạn thấy cay không các bạn? 110k chỉ với một cái đọt. Đúng là ngoan làm hồ báo mà. Em cười cái gì? Anh đang nói em đấy. Đây. Ý. À, hên nha ngoan, giống rồi nè ngoan ơi. Đây, giống rồi nè các bạn. Y chang luôn, hai đọt y chang. Đó. Ui, sao cái đọt này dài dữ vậy? Tại vì đọt này còn nguyên vẹn nha các bạn. Chuyện này em làm gãy nữa là em tới số em với anh nghe ngoan. Nghe rõ chưa? Chưa không? À, nghe rõ rồi. Đây, các bạn nhìn nè, cần câu của mình là cần câu 3 khúc nha các bạn. Từ khi ngoan làm hồ nè, đó, 3 khúc. Đó, 3 khúc. Rồi, giờ dục đi. Xong, có đọt mới rồi. Sẽ gắn vô, đây, cái cần mình đã hồi sinh rồi nha các bạn. Rồi, ok. Ngon, dài lên nha các bạn. Rồi, vậy là cái cần này mình cũng đã hồi sinh xong. Đây, mình mới lụm lại cái đọt nha các bạn. Thì cái này mình sẽ đem vô bàn thờ của mấy cái cần câu mất tích đồ đó này kia đó. Thì mình sẽ bảo tồn nó lại để làm kỷ niệm. Đây, thì cái cần lưu game mới đứng mình gáp lại cục máy nè các bạn. Rất là hoàn thiện luôn, y như lúc mới mua. Đó. Rồi, tiếp theo, cục máy siêu to này rồi cá lóc chắc là gãy tay thôi. Mình sẽ gắn vô cái cần 220k này nha. Trời ơi, gắn được không đây? Cái chân nó quá bự các bạn ơi. Chết rồi. À được. Rồi bây giờ mình sẽ tập hợp mấy thanh niên trong tay mình lại. Và anh em mình sẽ tổ chức ghê cá lóc. Ok các bạn ơi, thì anh em mình đã di chuyển tới địa điểm câu rồi nha các bạn. Rất là xa nhà luôn. Yeah. Đây là một địa điểm ghê cá lóc lần đầu tiên anh em mình ghê luôn. Yeah. Các bạn biết ở đâu không? Yeah. Đây các bạn ơi, chính là cái đìa nhà mình luôn nha. Thì từ trước tới giờ anh em mình là câu cá cha, câu cá gô, câu cá tựa lưa, tè le, hột me. Nhưng mà chưa ghê cá lóc ở dưới cái đìa nhà mình bao giờ. Nhưng mà hồi bữa thì ngoan làm hồ thi câu cá mà dính cá lóc quá trời bự luôn các bạn. Cho nên là hôm nay anh em mình sẽ thử ghê cá lóc ở dưới cái đìa nhà mình để xem là có cơ hội dính cá lóc không nghe các bạn. Đúng. Ở đây ngày hôm nay anh đã chuẩn bị và khui hộp được một cái cục máy siêu to mà giá khá là rẻ. Máy này 7.000 luôn mà có 175k thôi. Quẹt. Ngân, bỏ xuống.
bớt chảy trâu lại. Khoan, anh Tây. Phải trưởng thành lên. Anh Tây, em có ý kiến anh Tây. Sao em? Bởi em nhớ cái đợt này vậy rồi mà, rồi đâu ra mà có cái đợt mới vậy. À, cái đợt này hả? Sao em nhắc lại làm gì á? Em nhớ gì không? Để anh nhắc lại cho mọi người nhớ nha. Là nãy đầu lý là anh nhắc rồi mà giờ em hỏi thì anh nhắc thêm cái nữa. Đúng rồi. À, cái đợt này hồi bữa là sao gãy ta? Em cũng biết. Anh tự gãy anh cả, anh làm gãy á. Gì? Anh làm gãy à? Phải không? Phải anh làm gãy không? Phải làm gãy không? Phải anh làm gãy anh không? Cái bữa đó ai cầm gì cầm cái đầu cần lên nghe cái giòn không hả anh Thắng? Giòn không? Giòn chứ. Giòn chứ. Giòn không anh? Không giòn. Không giòn á. Thì anh đã đặt cái đọt cần mới rồi, anh phục hồi nó lại rồi. Còn cái đọt gãy thì anh đã trưng bày rồi, bảo tàng, bảo tồn lưu niệm rồi. Coi nào này gãy nữa anh cần. Ê. Nếu mà hên em vô cần này em chinh chiến đúng không, mà em làm gãy nữa là em nói em nha. Anh tha cho em lần rồi đó. Vậy thôi em thèm vô cần này đâu. Cần shopee, cần lỏ. Mua cần mấy trăm ngàn. Vậy đi. Công gì xịt. Vậy đi. Vậy em muốn vô cần nào? Em muốn vô cần này. Thì luật chơi hôm nay như sau, ba thanh niên sẽ xiển sùm để chọn ra mình một cái cần để chinh chiến. Và ngày hôm nay chúng ta với chủ đề là lu ghê và ghê với những con mồi ở trong này nè các bạn. Đó. Thì cứ mỗi đùi gà luôn. À, cái đùi gà này là phần thưởng nha các bạn. Và đây là hai cây xúc xích nữa. Người nào ghê dính được con cá lóc lên thì sẽ được ăn món đùi gà siêu to này nha các bạn. Ngon ngon. À, còn hai cây xúc xích là dành cho hai người thua giải khuyến mãi nha các bạn. Đó. Vừa có cá lóc ăn vừa có đùi gà ăn nữa, lấm lấm lấm. Đúng rồi. À, chúng ta sẽ có vài vòng thi với nhau, vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4 đúng không? Cứ hễ vòng nào mà các thanh niên không ghê dính trong thời gian quy định thì sẽ bị chết lọ. À. Bình thường thôi. Rất là áp lực luôn. Bình thường thôi, bình thường thôi. Bình thường thôi. Rồi, nếu đã bình thường như vậy thì mấy thanh niên xiển sùm đi rồi chọn ra cho mình một cái cần câu. Vô vô vô. Oh way. Yeah! Đây, ôi chặn chặn chặn. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao vậy? Non xanh này dễ lấy được. Bữa nay anh có cơ hội test được cục máy siêu mới này nha các bạn. Ơi, máy lọ, nhìn biết lọ rồi. Mấy lỏ, mấy lỏ của người không có được vô. Thì không vô nữa nó mới lỏ đó. Mấy con chầm mấy kìa. Lỏ, làm gì bằng cái cần lưu ghê mới đứng được. Cần đó mới lỏ, cần đó cần cũ rồi lỏ. Chưa hết nữa, cần này bị dây tặc kìa bảo sinh. Không thấy em làm sao mà để bị tặc sinh. Bữa nay phục hồi lên kìa không thấy hả, dây tặc gì mà dây tặc. Anh đi vô cần nó lui cho em coi nè. Rồi, hai thanh niên xiển sùm đi, người nào thắng thì sẽ được chọn một trong hai cái cần lưu ghê này. Xiển sùm. Ha, lụm lụm lụm. Cần cưới của em mới lỏ. Nhưng mà sao cái chừng mới lỏ mà dính. Ai đâu nhiên ba mới xịn mà không dính. Cái đọt này móng dèo nè, gời cái lóc bao dính luôn. Đây cần lưu ghe mới đứng này không, đọt mới tanh luôn. Ai đâu nhiên cần lỏ. Máy mới mà cần cũ. Đó, ta cần cũ, đọt mới. Máy xịn luôn. Lụm 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 lụm. Lụm 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 lụm. Lụm 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 lụm. Rồi mấy thanh niên đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Thì các vòng thi của chúng ta để tăng độ khó của game tăng dần thì thời gian nó cũng sẽ tăng dần. Vòng đầu tiên thì thời gian rất là ngắn nha mấy đứa, chỉ có 30 giây thôi. Nếu mà ghê không dính thì sẽ bị chét lọ nha. Trời luôn. Chịu không? Chịu. Ok, 30 giây dành cho các thanh niên, bắt đầu. Trời ơi, chưa kịp bấm nữa các bạn ơi. Rồi, coi như chấp mấy thanh niên luôn. Rồi, thằng cá lóc đang ghê kìa các bạn ơi. Ê. Ủa gì đây? Ui, không quay. Em khí học các bạn ơi. Trời ơi, dính cá lớn rồi các bạn ơi. Thằng cá lóc chưa dính nha. 21 giây rồi, 22 giây rồi. Vòng đầu cho ngắn quá trời. Vậy mới là thử thách với em. Đó, nhảy của thằng cá lóc đó các bạn, nhảy màu xanh. Trời ơi, ngoan làm hộ, ghê kỹ ngoan làm hộ. Cái đụng đóng nước luôn ngoan làm hộ. 39 giây, hết thời gian nha các bạn. Hết giờ, hết giờ. Rồi, lên cái cuối đi. Dính nha, không tính nha. Đúng rồi, hết giờ mà. Rồi luôn, bà bị chét lọ rồi bạn ơi. Chơi gì? Chứ sao, thời gian game mới khó mà. Thời gian nó sẽ tăng dần cho mấy đứa, đừng lo. Ê, vòng đầu tiên vòng nháp mà các bạn ơi. Mình biết thế nào, ba thanh niên này cũng không có dính đâu. Chứ gì nữa, có 30 giây này dính. Vòng sau mấy đứa sẽ được tăng thời gian lên, đừng lo, đừng lo. 5 phút. Vậy, tăng từ từ chứ ai mà tăng nhanh chứ vậy. Hơi, với lại là 30 giây là anh thử thách mấy đứa thôi. Nếu mà đứa nào dính đó là đứa đó kỳ tích. Ghê giỏi hiểu không? Nhưng mà ngặt cái là không có đứa nào giỏi hết trơn cho nên là phải dền vạt thôi. Rồi giờ ai là người đầu tiên bị phạt đây? Em bé. Rồi ok, khám khí. Anh Thắng, dứt. Hai anh em mình dứt luôn hết. Đúng rồi, anh trước đi. Mỗi người cũng một đường thôi nha. Một làm đường. Sao làm chỉ một đường thôi. Hôm nay anh em mình dễ dịu khám khí giờ ngoan. Dễ hả? Qua dễ CU rồi, hôm nay dễ gì anh Thắng? Không, anh dễ CU mini cho khám khí. CU mini.
ơi, phong nắng rồi. Đây, mình phong nắng siêu mini lên chén kem khí nha các bạn. Rồi, tới sẵn anh rồi. Rồi, làm hồ nha. Cái gì đây? Con chút nơi về đây. Gấu mèo. Gấu mèo, gấu mèo. Mới qua lại. Nó, gấu bự. Gấu bự con nhỏ. Rồi. Giờ tới mang làm hồ đi. Đây, vậy mà mình sẽ dễ cái này không nói được nha các bạn. Gì đây? Thằng cá lóc sẽ dễ gì đây? Ý hết lỗi ở đây còn cái gì vậy? Chưa nhìn ra các bạn ơi. Ủa, thiên tài hội họa gì đâu dễ quá không nhìn ra luôn. Chấp niệm cái ở dưới nữa. Này hết ra hình luôn rồi. Này, coi lại coi, coi có biến tấu là đi hành được gì không? Chết bà hết ra hình. Anh thấy em lỗi rồi đó. Rồi tới khám khí đi. Rồi tới khám khí các bạn ơi. Thằng cá lóc dễ ban đầu muốn hình dạng gì đó mà giờ nhìn không ra các bạn ơi. Rồi khám khí dễ hình đây gì đây? Hết lọ rồi anh em ơi. Hình gì Khang? Hình gì Khang? Ủa sao anh thấy y gan cái hình tròn Khang? Đó cái dấu xệ đó. Trời ơi trời. Hình à, quá trừu tượng luôn các bạn ơi. Rồi tiếp theo thấy cái lóc nè. Thấy cái lóc như thế nè. Thắng ơi giống dễ xuông ha. Mẹ cái đó ha. Chết với em nè. Cái đó là cái gì? Không dám nói được. Cái này thường thường là anh có đó. Dễ cho gà nghe không khí. Dễ gì? À. Ủa không cái gì vậy ta? Em vẽ đít đó anh Tì. Ủa cái đít nè. Sao nó trừ tượng như vậy? Nhìn không ra, nhìn không ra chứ. Không ra ông ơi. Em vẽ anh nhìn không ra chưa? Quay đây đó, em vẽ. À, coi tại ngại quan làm hồ nè. Đây. Cái gì vậy ta? Cái gì trời? Sao giống dưới trời? Cái gì vậy ta? Em thấy giống luôn nha anh Tì. Không ra các bạn ơi. Cái gì ta? Cái gì vậy? Giờ giống như trời. Rồi, thanh niên này vẽ đại vẽ bừa rồi các bạn ơi. Thôi, lỡ là vòng này không có nghĩ ra gì các bạn ơi. Vẽ gì thôi, vẽ đại vẽ bừa đi. Vòng sau mình sẽ suy nghĩ, mình sẽ vẽ tiếp nha các bạn. À, vậy ha. À, yeah. Rồi, với vòng đầu 30 giây mà mấy thanh niên này không ai dính chứ các bạn. Mình không tìm ra được nhân tài rồi. Thì bây giờ vòng tiếp theo các thanh niên sẽ có 1 phút nha. Ok. Rồi, 1 phút của các thanh niên. Ghê cá lóc. Bắt đầu. Trời ơi chưa bấm nữa mấy hình niên quăng các bạn. Ai dính đây, ai dính đây, ai dính đây. Ôi, ôi. Cuộc heo khí táp rồi các bạn ơi. Rồi không ơi, trời ơi. Trời ơi. Con cá lóc nó táp cuộc heo khí luôn các bạn. Quá nhanh, quá nhanh. Cá này chứ. Ôi, ôi, ôi. Khao khí, chính rồi các bạn ơi, chính rồi. Wow, wow, quá đỉnh, quá đỉnh. Quá đỉnh, khao khí dính cá lóc các bạn ơi. Trời ơi, mới 43 giây các bạn ơi. Quá đỉnh, quá đỉnh. Xin chúc mừng khao khí nha. Ui. Tụi anh thấy em chưa? Ghê dữ ta. Ghê vậy sao, quá. Ui, con cá lóc khá là bự. Rồi, 1 phút, hết thời gian. 1 phút 11 giây, vậy là vòng này khen không khí sẽ không bị chét lọ nha. Ôi, hẹn các bạn. Ôi, các bạn nhìn nè. Cái lưỡi nó con cá như móc ở ngoài luôn các bạn. Ôi. Sao nãy hên dữ ta? Mẹ không biết nãy ăn gì mà. Không có. Ngày đầu nó hên gì thôi, hồi là nó xui là. À, ôi, khai không khí dính. Mấy hên làm gì? Dính cá nè các bạn ơi, quá ghê quá ghê. Ngon, ghê yeah, đảo quá bạn ơi. Trời ơi, cá nhỏ xíu. Cá nhỏ xíu mà ta dính rồi ha, có dính không? Dầm sao dính. Nóng đã dữ ta. Nhìn ghiền nghe các bạn ơi, quá là ghiền luôn á. Đây. Đây là con cá lóc đầu tiên của mình nha. Yeah, cá lóc đầu tiên. Hay ông chim bị thua đi. Rồi mới mấy vòng này mà là thua đi chấm hỏi. Đúng rồi, mấy vòng đầu thôi làm gì căng. Đúng rồi, vòng sau thì anh dính nè, khỏi lo. Nhưng mà công nhận ghiền thiệt quá ngay. Làm không sao. Sao nó ăn hên với anh Thắng? Chú hỏi mày cá em. Gì ăn hên hả? Ta là năng lực mà. Cái đó cái chành mấy thanh niên ao chành rồi. Gãy. Gán gãy đi. Chứ. Rồi tí giờ tính em bị chắc lỏ anh. Đây, đây là em cá lóc mà khang không khí ghê dính nha các bạn. Đó, thấy chưa anh Tì? Em ghê bằng con mượn ca luôn đó. Trời ơi, con mượn ca mà dính luôn nè các bạn. Quá ghê, quá ghê. Vậy là chứng tỏ là con nhái nào cũng hơn hãy dính cá được nha các bạn. Rồi, vòng này em sẽ chết hai anh nha. Ăn hên. Ăn hên. Chứ gì nữa. Đây, vòng này sẽ vẽ cái cục shit. Này, khang không khí đang vẽ nha. Không biết khang không khí vẽ gì lên mặt mang làm hồ đây. Vậy khai không khí, giống cục xít chứ khai không khí. Cục xít đi. Mày làm hồi phong quá cục xít rồi. Rồi, tới lỡ nó có cục xít nữa nè. Tới anh
anh kìa, anh đừng có cười em. Ui. Ê, bố ra rồi. Rồi, trông quá ta. Cái con chết quá ta. Yeah, thì tiếp đi. Vô. Cút tiếp. Rồi, giờ mình sẽ cho mấy thanh niên thi vòng 3 nha các bạn. Xin chúc mừng khen khuyến nha. À, mình quên nữa các bạn ơi. Thì sau tất cả các vòng thì mình tóm kết lại, mà thanh niên nào ghê dính nhiều cá lóc nhất thì thanh niên đó sẽ được giải nhất, đó là đùi gà nha các bạn. Hả? Còn giải thua cuộc khuyến mãi thì hai thanh niên còn lại. Ok. Thôi các bạn ơi, mình qua bên đây đi. Nó động nước rồi. À, động nước ha. À, động nước ha. Đi ra chỗ khác kệ lại đi anh xin nghĩ sao. Vậy? Chỗ đây nè, thoáng mát rộng rãi, cá một đống nè, không chịu chui trống. Nãy giờ mình đứng trống là mình chui nha các bạn. Giờ qua đây là hên lại. Mày bỏ động rồi em mới qua bên đây đó. Chắc vậy đi ha. Vậy đó ha. Rồi, mấy thanh niên sẵn sàng cho vòng 3 này chưa? Okay. 1 phút 30 giây bắt đầu. Ô, đồ cây rồi. Rồi, thắt cái lóc với đồ cây mà, nghe không bạn? Đây, giữ lại trên mặt nước chỉ còn ngoan làm hồ và khen không khí thôi. Ai dính đây, ai dính đây, ai dính đây. 24 giây đó cho qua. Còn xa xa kia là của ai đây? À, của thắng cá lóc màu vàng. Đó, ngoan làm hồ, quăng cái túi bên kia các bạn ơi. 53 giây đó cho qua. Của khen không khí bên kia nghe các bạn. Ăn cá lóc túi đằng kia rồi các bạn ơi. Ủa? Sao mọi em mà nói vậy, anh mới chìm luôn vậy? Nó chìm lửng. Ê! Gì đây, gì đây? Đó, của ba thanh niên đó các bạn ơi. Các bạn muốn xem con nào cũng được. Đây, khen không khí bên đây nè. Mang lòng hồng màu vàng đó các bạn. Đó, đang nhích, con thắng cá lóc đây nè. Rồi, 1 phút 24 giây 25 giây, chỉ còn 5 giây nữa thôi. Liệu các thanh niên, rồi, 1 phút 30 giây, dừng. Xin chúc mừng các thanh niên. Vòng này không thanh niên nào dính nha. Lại một vòng nữa bị chết lỗi. Buồn quá các bạn ơi. Xui quá. Ngoan. Sao đó? Giờ anh em mình chết thằng này trước đi. Nhìn nó mặt nó không uy tín gì hết. Láo quá sợ mày. Ủa, chết mình nè. Nhìn nó chết chết vậy. Nó chết cục xịt mình ha. Mình chết cục xịt nó lại nè. Nhìn nó dính cá là anh em mình thấy không thích rồi đó. Đúng rồi. Cay dữ lắm rồi đó. Rồi anh trước đi nè. Nhưng mà lạch. Không. Dẻ đây nè. Dẻ đây nè. Cục xịt. Bên đây nè anh hát. Đây ha. Không, ở trên đây nè, bên đây nè. Mày mặc qua đây coi. Từ đến nhớ coi xịt dán sao ta. Cục xịt ngày nào anh cũng thấy mà anh lóc. À, vậy đó ha, nhờ em nhắc em mới nhớ đó. Tỉ bỉ vô nghe anh Thắng. Cái này giống cục xịt không? À, cũng giống hình hơi anh Thắng ơi. Ờ, này cục xịt y chải em ơi. Em vé cục gì không em? Vé cục xịt. Cục xịt gì mà nhìn ngồi. Trời ơi, chết rồi. Cục xịt gì mà hình tấm giác không? Hết ra cục xịt đây. Này cũng giống con nọc nọc hơn á. Ủa, sao cục xịt sao ta? Mày nghe kem gọi quê. Gọi luôn, không ra cục xịt luôn mày. Không ra xịt thì tới em. Quốc điện Thắng, tới em. Đúng, à? Đúng rồi. Vàng ơi. Vàng ơi. Chà, cái chén bóng lá như ta. Ngoan ơi. Ngoan ơi. Ủa sao giống ngon ra vậy chân vậy? Đi lỗi rồi đó. Cục xịt này hơi xấu rồi. Tròn quá. Ôi, cũng giống nha. Đúng rồi, em thấy cũng khá giống nữa anh Căng ơi. Rồi, đây mình sẽ làm cho ngoan làm hồ y gan mới bị trúng bính nha các bạn. Y chang của đêm chính hiệu. Chết anh gọi lại nè anh Thắng ơi. Em sẽ vẽ hai mắt anh lại nữa nè. Trời, bình thường thôi, đâu, bình thường anh thôi. Thắng, em sẽ vẽ môi thâm cho anh. Ngày nào cũng được trang điểm tận tình cho các bạn ơi. Trời, vui quá. Trang điểm miễn phí nữa chứ. Tuyệt vời. Em muốn trang điểm nó hồng đi, em trang điểm cho vậy vậy lên. Không em, ghét. Rồi chưa? Nãy vẽ con đường không vậy? Ôi! Sao gì cái mỏ anh ấy vậy? Giống cái chùa kiến vậy bạn. Cái gì? Rồi, chấm mắt lại. Hồi nãy em mới vẽ con mắt em hả? Giờ em vẽ con mắt lại. Trời ơi, tôi chân mày luôn bạn ơi. Mày đen ơi kìa. Rồi. Rồi, ba anh niên. Muốn tí tới vòng 3 không hay nghỉ chơi, tổng kết. Không, tổng kết chứ nghĩ sao vậy? Vòng chơi vẫn còn mà. À, vòng 4 chứ, vòng 4. Không, chơi tiếp, chơi tiếp. Ồ, chờ tiếp không? Chờ ok tiếp. Đang ghiền anh coi. Chỉ ha. Rồi, vòng 4 này của các thanh niên có thời gian là 2 phút để ghê nha. Ok. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 2 phút của các thanh niên. Bắt đầu. Rồi, của không khí chưa xuống nữa nha các bạn. Đây, còn nhá dạng của ai đây? Của anh Thắng anh coi, của em nữa.
phút 16 giây luôn các bạn ơi. Mình lo quay mình chưa có vợ các bạn. 2 phút 19 giây rồi. Hết giờ các anh em ơi. Hết giờ. 9 giây rồi. Giỡ càng lên. Rồi bạn ơi, bị chát nữa rồi bạn ơi. Chán chưa? Giết cho mà không còn chỗ để chát luôn á. Mặt em yếu xíu, mặt anh mới nhiều nè. Lại là thua nữa bạn ơi. Rồi giờ chát thằng Khang trước đi anh Thắng ơi. Đúng rồi, luôn luôn là Khang phía chát đầu tiên. Tại sao phải là em chứ? Tại vì dính cá. Em dính cá có một lần thôi mà. Nhưng một con hồi mà nè, em thấy mấy anh nãy giờ có dính được con nào không? Không. Thôi kệ mấy ông chát đi. Hồi tôi dính cá tôi cũng thắng à. Ghen đi. Gãy thôi. Cái mặt vẫn còn. Mặt vẫn còn. Anh chát cái này đây, anh chát từ đây, anh chát trên đây. Ok. Bắt đầu tôi nè. Đúng rồi, tôi. Tôi mặt lên hồi dưới luôn. Trời ơi, đúng rồi, chắc nó mới dễ mỏi nhiều người luôn á. Chơi làm thằng thiết. Chơi làm thằng thiết. Em trước cho anh hai. Em là người chính đáng nên cho em trước đi. Đằng nào ai cũng ghét hả em ơi, khỏi lo. Giờ cái mặt anh mới coi em màu đen thui phải không? Em sẽ tặng anh cọng dây chuyền. Ok, tặng đi. Đó, đây Su. Dây chuyền gắn anh xong. Dạ, anh chưa chết mà vô vậy. Lạ. Rồi, môi em có bé còn xanh đấy. Hấp xuống, đúng rồi. Rồi. Nhìn quen lắm không? Rồi, vậy tới hắn nè. Rồi, được rồi em gái. Khang. Khang vẽ con cục xịt sau lưng anh thắng nè. Lại sau lưng nè. Cục xịt. Chán chứ, tối ngày bị vẽ hoài vậy đó. Rồi, cúp đầu xuống. Rồi, cục xịt. Bự luôn các bạn ơi, thúi anh luôn. Đây, nó. Mấy em được lắm, hãy nhớ đấy. Thù anh sẽ trả. Rồi xong không anh đi. Ôi, còn em. Ngồi xuống. Còn em nữa hả? Đúng rồi. Dưới, làm lâu chứ. Còn áo kìa. Không. Ngút mặt ra sao? Tại sao nhỏ gì vậy? Mặc áo mini nữa. Anh đã chuẩn bị cho những tình huống này rồi mà. Làm gì? Trời ơi, dễ sợ bạn ngay cởi áo tài ra gì đó. Chứ có chút gì sao vẽ? Không biết, tự vẽ đi. Em sẽ áo luôn à. Xé đi, trả tiền lại cho anh. Hàng hiệu đó, 300-400 nghìn nữa không? Đô la phủ thôi. Rồi, không chưa? Thôi, mấy thanh niên này ghê gì đâu. Sớm giờ không dính hết trơn. Có Khang không khí dính rồi. Gặp anh là dính nãy giờ. Dây. Dính đâu? Dính cho sao không dính? Khoan. Bây giờ em cho anh 2 phút vô đây ghê. Không ghê được, anh tính gì với em? Không ghê được thì thôi. Có lắm không ghê được là em sẽ bị anh sẽ bị ba em chết vô mặt chơi không? Chơi luôn. Vô. Vô đây. Anh lấy thằng nào? Đưa đây. Cầm đây. Chưa. Cái cần nào được. 2 phút, bấm giờ. Đưa điện thoại đây. Ai, trái trời. Giấy tổ cá luôn ghê, tổ cá. Bắt đầu bây giờ. Hai phút chưa. Tổ cá hả? Gọi vô. Lên là cái. Trời ơi, trong vui gì cho mà tới đó rồi. Ừ, lá là cây. Ở trong bờ nó không dính đâu, ngoài kia mới dính. Trời, dính được con lá rồi kìa. Hột đen đi ơi. Hột đen cặn ơi. Đi đâu không vậy ta? Coi giấy nè. Nè, không dính con nè. Đây, 28 giày nè, 9 giày nha các bạn. Hột đi. Cái gì mà ăn giấy đã nói rồi, giấy dính thôi. Nè, chuẩn bị ba thằng chét mặt nè. Bị ba thằng chét nè. Đó, rồi. dính luôn đi con. Sao không dính vậy? Cần này giỡn quá. Trời. À, vậy mà sớm anh cặn nói cần xịn. Cần người ta mà la giỡn gì đó. Lùa cần không nó dính. Đi, nó bay đâu không à. Lùa không dính thì là không dính. Cần giỡn cần xịn gì đây. Không ăn. Đúng rồi, cần shopee. Gây nữa đi. Gây nữa đi. Sao lại không gây? Gây nữa đi. Không lẽ không dính trời. Dính đi con. Học rồi, dính cái nẹt. Có cá táp đó. Có phải táp của anh đâu. Cá hồ phi á anh cặn. Ê, 55 giây. 55 giây. Tạm biệt con.
Hụt đi con. Hụt đi con. Hụt đi con. Hụt đi con. Cơ hội chỉ đến với anh một lần thôi. Cơ hội chỉ đến một lần thôi. Làm đi. Nhìn anh con. Nhìn anh con. Nhiều anh đang. Đây, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Hết giờ. Cái cuối đó, hết giờ rồi đó. Cái cuối này của chị làm dính không ta? Không có đâu. Trời, dính, dính, dính. Dính cái bọc kìa. Dính cái bọc kìa. Rồi, rồi, rồi. Chuẩn bị nè, chuẩn bị nè, chuẩn bị nè. Nè. Đó, 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 đó. Ê, đó, đó, đó. Tăng 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 tăng. Ê, đâu kìa? Quay, đâu kìa? Vô đây. Phép vào đây nè. Nãy nó táp luôn á các bạn. Thôi, này thì ghê nè. Anh hiểu nỗi khổ của em chưa? Rồi. Đúng rồi. Đâu bụng anh đi vô ăn cơm chứ. Đi đâu, đi đâu. Đâu bụng quá, đi đi đại tiện. Thôi thôi, anh chét xong đi rồi cho anh ở đây luôn. Rồi, xuống. Rồi, xuống anh ra. Rồi, Khang chét đi Khang. Anh Thắng, dụng đi. Thời tới vậy. Cái mặt ống chét xô bây giờ. Đúng rồi, đúng rồi. Thì không ăn châu. Rồi, dưới mặt lên kìa. Dưới mặt lên, đúng rồi. Mặt lên nhìn đời. Cho kỹ đi anh. Ờ, vẽ hai xu được đó Khang. Dạ xuống, dạ xuống, đúng rồi. Chê ừ chứ. Vẽ lại, vẽ lại. Rồi. Đây, tao em vẽ. Ngước mặt lên nhìn đời. Tại sao mình lại có ngày này? Không cần biết, anh quay mặt đi, em vẽ siêu danh kìa. Gì vậy anh ơi? Cái thằng này được lắm. Sao không? Sẽ trừ lương hả? Ảo, ảo, ai biết chị thua làm chi? Dễ gì hết thôi. Đó, siêu bự, trừ lương. Ai ghét mà giờ trừ lương chứ chơi, không ai cái đồng hồ, vô đúng cái đồng hồ. Ê, ê. Còn có mình anh ngoan à. Hai cha đó, hai cha đi anh tăng lương cho em. Ngoan. Ngoan. Không được, không được, không được. Không được. Anh trừ lương hai này anh cộng lương lên cho em. Không được, không chịu. Anh em siêu máu hiểu không? Bây giờ hai này anh cắt nó phân nửa lương luôn, đắp qua cho em là em lời gấp đôi. Anh em siêu máu còn lấy mấy đồng mặt lẻ hiểu không ngoan? Chút nữa đây em sẽ suy nghĩ lại. Ừ. Rồi anh cắt lương hết hàng này luôn, không trả lương luôn, lấy qua cho em hết. Được. Ok, được, được, được. Vậy là Quang làm hồ sẽ không chép mình nghe các bạn. Ngoan. Mình sẽ cắt lương hàng này. Ngoan, em muốn về. Muốn về hả Ngoan? Hả, tốc độ đi để anh còn tốc thi nữa. Tốc độ. Thôi, 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 để chét, để chét. Đúng rồi. Mấy đồng bạc lẻ nó không làm gì được tụi em đâu. Ê, vậy gì Ngoan? Vậy gì Ngoan? Dạ. Siêu mini này là con siêu của anh Cặn nghe Ngoan. Em nói vậy? Đó, siêu của anh Cặn là chỉ xíu gì thôi. Ê, anh Cặn ơi, thì tiếp. Vòng này vòng cuối nghe các bạn. Người nào mà không dính cá lên thì thua luôn nha các bạn, vòng cuối cùng. Vậy đây. Ôi dạ. Anh chơi gian vậy? Mới vòng 4 mà chơi gian vậy? Thì chơi vòng 5. À, quên. Ok chưa? Ok. Nhìn mà nó cự quá anh Cặn nha. Chẹt quá. Rồi nha các bạn, sau khi mấy thanh niên này chét xong thì mình tức quá giờ cho thanh niên chơi vòng cuối luôn, cho ba thanh niên sát phạt nha các bạn. Thì như lời mình đã nói thì game càng ngày thời gian càng tăng lên. Thì hồi nãy 2 phút đúng không ta? Đúng rồi. Thì bây giờ các thanh niên sẽ có 5 phút. 5 phút để gây nha các bạn. Để xem thanh niên nào sẽ gây dính cá lóc nữa đây. Ai là người chiến thắng cuối cùng đây? Em sẽ bật kèo. Thời gian 5 phút của các thanh niên bắt đầu. Ai sẽ là người dính đây? Ai sẽ là người dính đây? Ngoan làm hồ, mồi của em đâu ngoan làm hồ? Em chơi mồi chìm anh ơi. À, mồi chìm hả? Trời ơi, giấc này ta chơi mồi nổi mới dễ dính không ơi? Biết đâu dính thì sao anh cả? Trời ơi, Keo Ký ơi, động nước Keo Ký ơi. Chết rồi, vô con ngõ rồi anh ơi. Vậy nãy mới dính cái bạn gần đó mà giờ chơi ngõ rồi. Đúng là giống hơn mọi nghĩa. Qua cầu lướt sóng. Years later. Này, của bạn làm hồ đang tích ghê nha các bạn. Trời ơi, cá nó táo quá trời kìa. Ủa, em bị gì vậy Khang Khi? Dướng rồi anh đi ơi. Rồi, xong luôn rồi, em gây mọi gì mà dướng rồi. Rồi, xong rồi, em thua đi em ơi. Đúng rồi, thua đi Khang ơi. Nghĩ sao giờ này đi con mồi chìm. Giờ này trời mát, con mồi nổi dữ dính đâu ơi. Không sao. Em dính con được rồi. Rồi, vậy. Em chỉ đánh thôi. Vậy thôi. Đó, của bạn làm hồ nha các bạn.
Thời gian này dần cho sắp hết thời gian rồi các bạn ơi. Sao Thắng Cá Lóc, sao bữa nay em không câu được đồng bọn của em chưa Thắng Cá Lóc? Này đồng bọn em đi cũng chưa anh ơi. Sắp hết thời gian rồi nghe các thanh niên. Nhiêu đây, nhiêu đây? 5 phút, 3 giây, 4 giây, hết giờ. Hết giờ, hết giờ. Tèn 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 tèn. Vậy là kết quả chung cuộc. Người chiến thắng đó là hai con khí nha. Rồi thì vòng cuối cùng thì ba thanh niên này đều thua nha các bạn, cho nên là còn phải tới màn chất lọ nữa nha. Mặt em hết nhô nhét rồi anh Nhân ơi. Em cũng nhét nhũng nhét rồi anh Nhân ơi. Em cũng nhét nhũng nhét rồi. Có chơi phải có chịu với mấy thanh niên. Thôi hết nhô nhét gì nữa. Thôi nói chứ mình cũng không muốn gây thù chuốc oán nha các bạn. Đúng vậy, đúng vậy. Mấy thanh niên này hết chỗ chét rồi thì giờ mình khỏi chét nữa các bạn ơi. Yeah. Giờ trao thưởng luôn. Yeah. Rồi, năm xin. Rồi thắng đầu tiên. Em dính được con cá nhiều nhất ngày hôm nay một con, đó là Khang Khí. Đây đây đây, để em chào. Đây phần quà của Khang Khí đó là một cái đùi gà siêu to. Để tay đây, hôm nay mình sẽ trao cho em bé với khen học sinh ngu nhất lớp nha bạn. Gì? Học sinh con cá giỏi nhất ngày hôm nay mà. Ghê ghê. Còn hai thằng thua thì sẽ được giải khuyến khích, đó là hai cây xúc xích bò nha bạn. Khoan. Đây, đây là xúc xích thượng hạng. Mình là học sinh khá, mình được lãnh xúc xích. Đây, học sinh giỏi lãnh đùi gà. Vậy ha, rồi. Đây, hai học sinh trung bình cá biệt được hai cây xúc xích tại vì thua ngày hôm nay các bạn khuyến mãi nha. Giờ em làm món gì đây Khang Khí? Luộc. Luộc phải không? Đúng rồi. Đùi gà luộc đúng không? Đúng rồi. Ok. Rồi, vậy bà Khang phải lóc làm đùi gà luộc nghe mấy cháu yêu. Rồi, bà Khang biết làm không? Luộc thôi mà, có gì không biết. Không biết làm để cháu làm giùm cho. Thôi 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 thôi, bà có kinh nghiệm nhiều lắm nha mấy cháu. Rồi ok. Rồi đầu tiên đổ nước vô. Đậy lên, ngập luôn. Nhiều lên. Rồi hết ca, vụt. Rồi tiếp theo nữa. Bỏ được gà vô. Đúng rồi, bỏ nguyên hộp vô luôn. Gì nè bà ơi, bà vụt vô luôn. Thôi. Bà ăn bọc không có được mấy con ơi. Đây. Rồi. Cháu yêu, đưa bà cái nắp cháu yêu. À, không. Để đi, mình xúc xích mà tự làm, tự lấy. Sao? Cho miếng đi, lấy. Nhắc nhở này, mình quá. Tự lấy thôi các bạn ơi. Tự lấy đi. Cúng rồi, cũng là cuối cùng, bà sẽ đóng mắt lại. Rồi, để chín thôi. Đây, hôm nay bà thắng vlog và bà ngoan vlog sẽ nướng xúc xích nghe các cháu. Đây, xúc xích siêu ngon. Đây, này, cắt ra. Rồi, rồi giờ tới bà ngoan vlog nha các bạn. Đây, cắt đi. Tiếp theo anh em mình sẽ đâm vô đây, cho dính vô, để nướng lên. Rồi, lên. Chích bà cả tét luôn rồi. Để lên. Đây, bước đầu tiên hai bà sẽ nướng nha các bạn. Đó, để lên. Giờ hai bà sẽ đảo đều cho chín đều nha các bạn. Ngon quá các bạn ơi. Đúng rồi. Ai nhiều ba cái đùi gà lõ. Mình ăn xúc xích nướng. Chưa cay whip a few minutes later. Đây, sau khi xúc xích anh em mình chở nãy giờ thì nó đã có dấu hiệu gian điều. Đó, giờ anh em mình sẽ rưới tương ớt lên xúc xích xong anh đó. Anh em mình sẽ chế ở đây và chấm xúc xích. Ủa, chấm tương ớt tiếp. Combo quá tuyệt vời, ai như đứa ba đùi gà lõ. Xúc mi, heo ăn. Đúng rồi, mấy cái này là mình không có ăn. Tại vì mình đâu có ăn đâu mà đòi ăn. Đúng rồi. Có ăn đâu quyết. Nó có cho ăn đâu mà nói. Lỡ lỡ he, nhưng mà em ăn một mình là đá luôn nè. Cậy em chứ. Cậy em. Đây, bữa đây không thèm. Đây. Bắt đầu rưới. Rưới trước đi Thắng. Có mồi vô nè nữa hết cháy. Đây. Ngon quá, trời ơi, rưới nghệ thuật quá anh em ơi. Quay đồng hồ, quay đồng hồ. Từ từ. Không quay đồng hồ. Thôi. Anh Thắng, ghế giùm em đi. Thôi, em tự làm đi em ơi. Thôi, anh ghế giùm em đi. Trời ơi. Trời ơi. Đã với ta. Có phục vụ luôn. Phục vụ tán tinh. Cảm ơn anh Thắng nghe. Tốt tốt. Trời, của nó còn nhiều tương ớt hơn mình nữa bạn ơi. Rồi, giờ anh em mình sẽ đợi nó chín đều hết. Rồi anh em mình sẽ bước ra bạn. Thơm quá anh Thắng ơi. Chứ gì nữa. Mình làm mà không thơm sao được ha. Đúng rồi, đậu bếp thượng hạng rồi biểu. Trời, ngon quá ha. Chín ngon. Sao bằng cái này. Trời ơi, của em bao bị đời chưa chín. Ê, xích ra chín hết rồi nha các bạn. Đây. Ngon quá, ngon quá, hít đi em. Ôi ôi, giấc này chưa có ăn nữa. Hít đi em. Người ta ăn trước rồi. Người ta đã giờ là hạnh phúc, chút nữa ăn ngon hơn mấy anh á. Trời, gì đó ha, thôi, giờ anh ăn trước nha mấy cưng. Còn hay nóng nha các bạn. À, hết nóng rồi đó anh ha. Hết nóng rồi, nóng rồi, đây. Rồi, cuốn trước đi. Đây, xịt tương ớt lên trên nướng, rồi giờ lại chấm tương ớt phát nữa.
Trời ơi. Ê, ê, cầm luôn á. Cầm luôn, cầm luôn. Cầm luôn, cầm luôn. Đó, gì luôn đi cho nó chân giả nha các bạn. Đây. Mời bạn nghe. Trời ơi, ngon lắm Quang ơi, ngon lắm, ăn đi Quang. Đây. Mời bạn nha. Ngon. Ngon quá. Ai đâu như ba đường gần lửa. Thấy không em? Đúng rồi. Ngon quá. Chấm miếng nữa nha bạn. Đây. Đó, nữa nữa. Đây, mời bạn miếng nữa nha. Đây. Đây. Đây, mời bạn miếng nữa nha. Ngon. Ngon dưới trời. Chứ ngon sao được. Đây, của mình cũng chín nha bạn. Wow, gà của hàng phía chính rồi các bạn ơi. Đây đầm thịt trời, có mềm không ta? Nè, hai tên đi, hai tên đi. Mềm lắm rồi. Trời, cái này còn mềm hơn nữa nè em ơi. Đây, mình đã chuẩn bị một chén nước chấm siêu cấp bí bùi gòn cho khen khí nha các bạn. Đó, ngon không? Rồi, gà em chín rồi anh Ti ơi. Chín rồi không? Rồi, dứt luôn đi em. Đây. Đây, sao giờ nhìn nó bự của mình nên luôn qua đồng hồ. Đã vậy ta. Ui. Giờ của nó bự hơn mình luôn qua đồng hồ quay. Cả đi. Ăn cay. Ôi, đây các bạn. Giờ mình sẽ chấm cho các bạn xem nha. Mời bạn nha. Sao giờ nhìn thèm dữ ta. Chắc giờ nhìn kéo chích mình nói xíu đi trời. Tuổi thân thôi ăn tiếp. Nhìn nó ngon quá. Dạ. Vô gì bất chơi quá. Ta cho ăn hết rồi, ăn hết rồi. Nhưng mà cho ăn cái mới đi em. Qua đi ăn. Đây, mở vô ăn nha. Ngon quá. Quá ngon. Dài dài béo béo nè. Ngọt ngọt. Sực sực. Nước chấm ngon. Anh Tiêu làm quá ngon rồi. Đây. Hàng ngon. Ngon quá bạn ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, Ngoan ơi. Trời, nước chấm nhìn ngon quá, trời chấm ké miếng cài. Đó, ăn đi. Xúc xích chấm này nha các bạn. Mời các bạn nha. Anh Thắng cho em ké chứ rồi, em chấm đi rồi. Có lắm, này biết ăn hết gì. Chấm anh cặn làm ngon quá anh cặn này, gút 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 gút. Đây, cái nữa nha. Trời, cái nữa hả? Ngon như bay. Không ngon, không biết tiền. Có được ăn là biết ngon. Dai dai dai, thực thực đã. Ok, mấy thanh niên ăn ngày hôm nay thấy đã không? Đã, anh cặn ơi. Này hơi nhỏ nghe anh cặn. Cái đó bự quá, lần sau nhớ vừa vừa. Mấy nó phải cân đối nhau anh cặn. Cân đối gì, cái này là giải thưởng người thắng cuộc thì nó phải hoành tráng. Còn người thua cuộc này khuyến mãi là em là hên lắm rồi đó nghe. Anh Tây, anh Tây. Bữa nay á, gà anh mua về cũng ngon, nước chấm anh mua về cũng ngon. Đúng là một like, một like. Yeah, yeah, yeah. Vậy thì mà các bạn thấy anh em mình làm clip này hay thì các bạn cũng nhớ để lại cho anh em một like nha các bạn. Thì clip của anh em mình đến đây chắc cũng sẽ phép được kết thúc. Và nếu các bạn thích video này của anh em mình, hãy để lại cho anh em mình một like, một share, một đăng ký để ủng hộ anh em mình nha các bạn. Còn bây giờ thì anh em mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nha. Bye bye, bye.